giơ tay dắt bước lên trên đây nè, nhìn lại họ của vài tháng tới, của vài năm tới, họ sẽ hơn hẳn những người nãy giờ ngồi ở dưới cắm mặt vào điện thoại. Tôi tin chắc là như vậy. Và nó được kiểm nghiệm khoa học, như chúng tôi là những nhà nghiên cứu khoa học. Các bạn biết là càng học lên cao mình sẽ có, để chúng ta đang sống trong thế giới của khoa học thực nghiệm. Tất cả những cái đem xuống chia sẻ cho các bạn nó phải có nền tảng khoa học thì mới đem được đem đi giảng dạy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là những người tự tin hơn những người khác. Tôi dám nói luôn, tôi đó giờ tại tôi học một lý thì đó giờ chỉ có chắc chắn là một điều thôi, là định luật bảo tàng năng lượng là cái thứ đầu tiên và duy nhất trên thế giới này, nó là thứ 100% thực tiễn. Tuy nhiên qua rất là nhiều khảo sát thì những người tự tin hơn những người còn lại đều có xu hướng hạnh phúc hơn, dù dám nói thành công nhưng hạnh phúc hơn là công. Và nếu muốn hạnh phúc và thành công trong tương lai, hãy tự tin, hãy mạnh dạn, hãy dám thể hiện bản thân mình. Và đó là điều mà bài học bơi ngay đi nhìn muốn truyền tải với các bạn. Cảm ơn mọi người.